Siêu Nậu, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Siêu Nậu đang ở đây là Siêu Nậu đang ở tại Đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Trước khi Siêu Nậu quay phim cho quý vị và các bạn xem về cái Đầm Cù Mông thì Siêu Nậu nói sơ qua về cái Đầm Cù Mông. Thì Đầm Cù Mông là vũng biển nhỏ ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, còn cái tên khác là vũng Mòi, có diện tích khoảng 26,55 km², dài nhưng hẹp, được bao bọc phía ngoài bởi khó núi Cù Mông chạy dài hơn 15 km ra biển, tạo nên bán đảo Cù Mông có nhiều phong cảnh rất là đẹp tuyệt vời. Thì Đầm Cù Mông thì mang lại một cái cảnh đẹp rất là lãng mạn. Chúng ta đi tham quan ở trên Đầm Cù Mông thì chúng ta có một cái cảm giác thật là thư thái yên bình. Nước ở trong đầm thì trong xanh, lăn tăn gợn sóng. Cửa biển thông vào đầm được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ở mép cửa tây là mỏm Ong và mép cửa đông là dãy núi Cánh Tây, tạo thành vòng cung như vòng tay mẹ ôm con. Dọc Đầm Cù Mông thì có những cái làng chài quen biển ẩn dưới hàng dừa xanh yên bình soi bóng. Dọc Đầm Cù Mông thì những cây cầu bắc ngang qua thì chúng ta thấy có hai cây cầu, đó là một cây cầu bắc ngang giữa xã Xuân Hải và xã Xuân Bình, còn có một cây cầu hiện đại nữa, đó là cây cầu Bình Phú bắc thì từ quốc lộ 1A đến quốc lộ qua cái quốc lộ 1D đó. Dọc ở Đầm Cù Mông thì chúng ta sẽ thấy những cái dãy quán nổi ở trên đầm. Thì ở quán thì người ta thường là bán những cái hải sản rất là đặc biệt ở nơi đây. Nhất là con ghẹ Cù Mông thơm ngon, chắc nịch, mặn mà. Khi chúng ta thưởng thức về cái con hải sản này thì chúng ta rất là khó quên. Ok, thì bây giờ Sứ Nậu sẽ quay cảnh Đầm Cù Mông cho quý vị và các bạn xem.